Chào mừng anh chị em cô chú mình đã đến với lại kênh của Nhân Vlog 1989 nha. Ngày hôm nay là ngày 31 tháng 10 năm 2023, ngày cuối cùng của tháng 10 rồi. Thì mình xin gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể mọi người xem được video này của mình nha. Xin kính chúc cho anh chị em cô chú mình sức khỏe, mình dồi dào, năng lượng tràn đầy. Những cái kế hoạch định hướng của tháng 10 mình chưa hoàn thành thì bỏ qua để cùng nhau mình hướng đến tháng mới, tháng 11 với những điều mới mẻ, tốt đẹp đang chờ đợi Nhân cũng như là mọi người trong thời gian phía trước nha. Kênh của mình thì mỗi một ngày mình chia sẻ một mẫu hồ mới nè, một cách làm lọc mới lên kênh để cùng như là mọi người tham khảo. Bên cạnh đó thì mình có chia sẻ một vài cái vấn đề để giúp cho cái hồ cá koi nè, ba đuôi ranh chu của mọi người ngày càng hoàn thiện hơn. Thì nếu mà ở nhà anh chị em cô chú nào mình có cùng chung một cái niềm đam mê á, nhưng mà những cái hồ mini nha, cá koi ba đuôi với lại ranh chu hoạt động một cái thời gian rồi mà mình cảm nhận được rằng chất lượng nước trong hồ của mình chưa ổn định nè, cá thường xuyên bị bệnh hoặc là nó nhát người á, mọi người cần một cái người hỗ trợ tư vấn hoàn toàn miễn phí thì anh chị em mình cứ mạnh dạn liên hệ với lại Nhân qua số Zalo trên màn hình nha. Thì mình sẽ hỗ trợ đồng hành với lại mọi người đến khi nào hồ của mình đi vào ổn định thì thôi. Mong muốn một ngày gần nhất hồ của mình sẽ hoạt động một cách bình thường để mình có một cái không gian mình chơi xả stress nha. Nếu mà mọi người xem video thấy những cái mình chia sẻ nó hữu ích thì hãy nhớ nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình để mình có cái động lực làm thêm những video kế tiếp nha. Trong video ngày hôm nay thì để đáp ứng yêu cầu của rất là nhiều anh chị em trong cái thời gian gần đây có nhờ mình chia sẻ một vài cái mẫu hồ lót bạc nha. Nói về hồ lót bạc thì mọi người biết rồi, anh em có thể là mua những cái bạc thông thường nè, về mình gấp lại 2-3 lớp, hoặc là mình sử dụng cái bạc HDPE rồi sau đó về mình làm cái khung sườn á. Mọi người phải làm khung sườn nha, tại vì hồ lót bạc nếu mà mình không làm cái khung sườn á, nó dễ bị cái tình trạng là nó bung á mọi người. Nên là đòi hỏi bắt buộc mình phải làm cái khung cho nó chắc chắn nha. Đối với lại những cái hồ lớn thể tích nước của mình nhiều á thì mình càng phải làm nó chắc chắn hơn. Thì trong video ngày hôm nay, hồ này mình đã được sự đồng ý của anh Mỹ ở xã Phú Đông, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai nha. Cách đây hơn 4 tháng thì anh Mỹ làm hồ này. Nói chung là ban đầu làm thì vận hành hệ thống lọc của mình á, nó gặp một vài cái vấn đề, đó là xử lý nước chưa có được tốt. Nhưng mà sau cái thời gian khắc phục thì đến thời điểm hiện tại bây giờ 3 tháng gần đây, nước rất là trong và cá của mình cực kỳ khỏe luôn. Ngày hôm nay thì mình chia sẻ hồ của anh Mỹ lên, thứ nhất là giao lưu với lại mọi người, thứ hai là giới thiệu hệ thống lọc hiện tại bây giờ anh Mỹ đang vận hành. Để ở nhà nếu mà anh chị em cô chú nào mình không có không gian hoặc là không có thời gian để mình xây hồ á, mình muốn làm những cái mẫu hồ lót bạc giống như của anh Mỹ thì mọi người có thể là tham khảo từ cái mô hình hồ đến cái cách làm lọc hồ của anh Mỹ luôn nha. Để bây giờ mình sẽ chia sẻ nó cũng ngắn gọn ngay chỗ thông số hồ của anh Mỹ thôi. Còn cái cách mà anh Mỹ anh làm lọc, anh vận hành như thế nào thì mình sẽ mời anh Mỹ anh chia sẻ để cho mọi người dễ hiểu luôn nha. Em xin làm phiền mọi người một tí xíu nha. Đây là thức ăn nè, còn đây là thuốc tím, đây là vi sinh. Thì hiện tại bây giờ em đang cung cấp 3 dòng sản phẩm này. Nếu mà anh chị em cô chú nào mình có nhu cầu á thì có thể liên hệ với lại Nhân qua số Zalo trên màn hình nha. Đây là không gian hồ của anh Mỹ nè mọi người. Để bây giờ mình chia sẻ cái kích thước hồ của anh Mỹ cho mọi người tham khảo nha. Hồ chánh này của mình ở đây chiều dài là 1,5m, chiều ngang của mình cũng là 1,5m, độ cao của mình là 1m nha mọi người. Nhưng mà mực nước trong hồ anh Mỹ đang để chỉ có 80 thôi. Như vậy là mình tính ra hồ chánh này của anh Mỹ tầm cỡ khoảng là 1,8 khối nha. Trong hồ thì anh Mỹ đang làm là một hút mặt 60 và một hút đáy 90. Hai cái đường ống này mình sẽ dẫn nước từ ngay chỗ hồ chánh ra bên ngoài hệ thống lọc của mình. Do hồ này của anh Mỹ là hồ lót bạc nên là mình sẽ làm đường ống nổi nha mọi người. Có nghĩa là mình sẽ khoan ở bên hông của cái hồ của mình nha, sau đó mình sẽ nối ra bên ngoài. Thì khi mà anh em làm cái kiểu giống như của anh Mỹ á, cái điều quan trọng nhất của mình đó là chống thấm nha. Tại vì rất là nhiều anh em khi mà mua bạc về á, mọi người khoan cái đường ống nổi giống như của anh Mỹ á, đã bị cái tình trạng là rỉ với lại đi nước, nên là cái khâu chống thấm cực kỳ quan trọng nha. Cái thứ hai là mọi người thấy xung quanh cái thành hồ là anh Mỹ làm một cái khung đó. Nếu mà anh em làm những cái hồ tầm cỡ khoảng trên 500 lít giống như của anh Mỹ thì mình phải làm cái khung nó chắc chắn như vậy nha. Tại vì nếu mà anh em làm cái khung của mình không chắc chắn á, một cái thời gian nó sẽ bị bung. Nếu mà nó không bung thì nó sẽ bị cái tình trạng là phình đó mọi người. Rồi cái hệ thống lọc của mình nó không có gom cái phân lại được ngay chỗ hút đáy. Nên là ban đầu khi mà anh em quyết định là mình sẽ làm hồ lót bạc thì cái khung sườn hồ của mình phải làm chắc chắn giống như cái kiểu của anh Mỹ để mình hoạt động một cái thời gian lâu dài nó không bị ảnh hưởng nha. Thì đó là hai cái chi tiết mà mình lưu ý với lại mọi người để anh em nào đang chuẩn bị làm những cái mẫu hồ lót bạc giống như của anh Mỹ á, thì mình có thể là tham khảo nha. Cái đầu tiên đó là mình chống thấm, tại vì khi mà anh em làm cái đường ống nổi á, nó sẽ dễ bị tình trạng là rỉ nước. Cái thứ hai là làm một cái khung sườn chắc chắn để chơi lâu dài nó sẽ không ảnh hưởng nha. Bây giờ ngay chỗ phần hệ thống lọc hồ của anh Mỹ, khi mà mình kết nối từ ngay chỗ hồ chánh ra bên ngoài mình vận hành như thế nào, sắp xếp ra sao, mình sẽ nhờ anh Mỹ ha, ảnh sẽ quay thật là chi tiết để cho mọi người xem cho nó rõ luôn nha. Giờ mình sẽ quay cái hệ thống lọc cho các bạn coi nha. Hồ này là mình sử dụng bạc,
mình hàn khung sắt là tổng là bề ngang của cái hồ là chiều dài 2 mét, chiều ngang 1,5 mét và chiều cao 1 mét. Thì ngăn chính là mình sẽ 1,5 mét ngăn 1,5 mét, chiều cao 1 mét. Đây là một hút 60, một hút đáy 90. Tất cả là mình sẽ chuyển về ngăn lắng. Đây ngăn lắng nha các bạn, để mình quay cảnh ngăn lắng. Thì ngăn lắng ở đây á, là mình cũng vậy, sử dụng tất cả là chổi. Sau khi chổi đó xong á, là mình sẽ sử dụng tiếp là đèn UV. Đèn UV này 30 phát luôn các bạn. Thì khi đây ngăn lắng xong, mình sẽ chuyển vào ngăn thứ hai. Thì ngăn thứ hai ở đây á, là mình sử dụng tất cả là lưới tri mát. Mình có một ít cái gòn trắng, là gòn trắng này ít thôi, để mình lọc cái bớt cặn. Thì sau đó nó mới qua bơm. Thì bơm ở đây mình cũng sử dụng con bơm 25.000. 25.000 thì mình chia ra cây. Ở đây á, là cái đường này ra khỏi luồng. Khỏi luồng này mình sẽ đi là 34. Thì mình sẽ đi ra 34 đi 1, nhưng mà lên đây mình sẽ chia ra hai hướng. Hỏi lại là cho tạo một cái dòng xây để hút về mặt. Còn cái đường thứ hai của bơm lên, mình đi 42, mình đi ở đây ngoài đây. Thì 42 đây mình sẽ lên ba kỳ. Ba kỳ này rất lớn nha các bạn. Cái ba kỳ này mình sử dụng cái thùng đồ nghề của tụi Nhật nó bỏ ra đó, nhưng mà còn rất tốt, chất lượng còn khoảng 90% á. Đó là cái thùng này chiều cao tới 28, chiều ngang là 30, chiều dài tới 50. Thì mình lên cái thùng trên cùng ở đây á, là mình sử dụng vật liệu lọc là tất cả là mình sử dụng là cái phần trên cùng là mình để là ghi mát lớp mặt, sau đó là đưa gòn trắng. Rồi ở dưới á, là mình sử dụng than tổ ong nha. Rồi qua cái thùng thứ hai, xuống thùng thứ hai á, mình mới đi toàn bộ là tất cả là san hô. Thùng thứ ba tất cả mình đi toàn bộ là sứ thanh. Thì đó, thì từ cái thùng thứ ba này á, là bắt đầu mình mới cho ra ngoài cái một ít á, mình đi ra một cái thổi luồng nữa, là thổi luồng thứ ba. Và một ít á, thì mình sẽ đi vào cái ống 90 để mình trồng một ít là dứa nếp đó, để mình cho nó đẹp thôi, với lại nước chảy ra tạo thành oxy đó các bạn thấy không. Thì ở đây là cái toàn bộ cái hồ này mình mới chạy được có khoảng tầm chừng 2 tuần thôi, thì cá nó tương đối nó còn cũng vẫn còn hơi nhát các bạn, tại vì mình mới chạy được 2 tuần thôi. Nước thì cũng nay là tương đối ok rồi đó. Tại giờ mình chỉ quay ban đêm ánh đèn này nhìn thì cá hiện tại nó đang xuống đáy rồi. Cho ăn thì nó vẫn ăn, nhưng thôi nó cũng vẫn đang nằm đáy. Nhưng mà mới 2 tuần thì với lại bằng bạc này thì cá nó hơi nhạt tí nha. Ok các bạn, cảm ơn các bạn. Vừa rồi thì anh Mỹ đã chia sẻ với lại mọi người rất là chi tiết hệ thống lọc hồ của anh Mỹ nha. Nói chung là cái lọc của mình ở đây thì cũng truyền thống giống như là hồ xây của anh em mình thôi, cũng là 3 ngăn. Nhưng mà sau đó thì anh Mỹ có làm thêm một cái dàn lọc kiểu ba ki á mọi người. Những cái khay đó lọc nước rất là tốt nha. Anh em ví dụ như mình kiếm những cái khay không có thì mình có thể là tham khảo cái cách làm cái dàn lọc tương tự như ba ki giống như của anh Mỹ á. Mình thấy hiện tại bây giờ anh em làm cũng rất là nhiều, cái hiệu quả mang lại rất là cao nha. Cái phần bơm anh Mỹ lựa chọn rất là ok nha mọi người, 25.000 lít/giờ cho cái hồ chánh tầm cỡ khoảng gần 2 khối, rất là hợp lý nha. Thì đây là một trong những cái lý do chất lượng nước trong hồ của mình cực kỳ trong và cá rất là khỏe luôn. Mặc dù là cá trong hồ của mình giống như anh Mỹ chia sẻ là nó chưa có thuần lắm, nhưng mà mình nghĩ là anh Mỹ huấn luyện tầm của khoảng 1 tuần hoặc là 10 ngày nữa thì cá của mình nó sẽ mút tay thôi. Ngày hôm nay thì mình cùng với lại anh Mỹ đã giới thiệu với là mọi người một cái mẫu hồ lót bạc tầm cỡ khoảng gần 2 khối hồ chánh, hệ thống lọc 3 ngăn xử lý nước rất là tốt. Thì nếu mà anh chị em cô chú nào ở nhà mình đang có dự định làm những cái mẫu tương tự giống như của anh Mỹ, mình chưa biết làm lọc như thế nào, lựa chọn bơm bao nhiêu, thì thông qua video này anh chị em cô chú mình có thể là tham khảo từ cái mô hình hồ đến cái cách làm lọc hồ của anh Mỹ nha. Thôi mình xin phép cũng kết thúc video tại đây luôn nha anh em.
thì cũng đại diện cho bên kênh đó anh Mỹ. Em cảm ơn rất là nhiều đã chia sẻ hồ cũng như là chi tiết hệ thống lọc lên kênh để cho mọi người tham khảo. Đại diện cho mọi người đam mê chơi cá coi nói riêng và toàn thể mọi người xem được video này nói chung, em chúc cho anh cũng như là gia đình mình luôn dồi dào sức khỏe. Em chúc cho công việc của anh làm ăn ngày càng tiến triển, phát đạt và thành công thật là nhiều hơn nữa nha. Mọi người xem video nếu mà thấy những cái mình cũng như là anh Mỹ chia sẻ nó hữu ích thì hãy nhớ nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ hai anh em mình để mình có cái động lực làm thêm những video kế tiếp nhé. Một lần nữa mình xin kính chúc cho tất cả mọi người xem video vui vẻ nhé.